Vũ xin chào cô chú anh chị nha. Thì tình hình hôm qua là Vũ đi làm cô chú anh chị, rồi dắt chiều về á, Vũ có rài một số mà gặp chuột cơm nè, với một số bẫy rắn mối cô chú anh chị. Thì hôm nay ở cái video này thì Vũ sẽ ghi hình và gửi cho cô chú anh chị mình xem ha. Nói chung là hôm nay thăm hai món luôn. Đầu tiên là đi thăm rắn mối trước. Đó. Đừng con trùng qua dầm mưa rồi muốn bệnh luôn cô chú anh chị đã không, hôm qua vô đặt 3 giờ chiều qua làm vệ sinh về sớm để mình đi về đặt cặp chuột và đặt rọc rắn mối, bữa nay đi giao cho khách nữa nè. Được một con nữa, nói chung là mình chỉ gom mấy cái bẫy dính vậy thôi, còn bẫy không dính thì mình bỏ lại, mình đặt lại hết mồi thì mình lấy về. Con này đẹp không? Con này bự này, cái hai con cái bẫy này phọc thế à, rồi dính luôn, dính mà dính con chút bét à, nó đâu mày ngủm luôn rồi chứ. Ba con qua về đặt ở đâu hết biết luôn, ở đây. Ồ dính luôn cô chú anh chị, nhỏ nhỏ không mà ta, chút 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 không chạy con cái. Ủa còn đực chứ, lộn, bốn cái bốn con rồi đó, bắt phát luôn. Con này chà bá luôn cô chú ơi, đã không. Dạ. Trời ơi con này bự, cho bá nạn luôn ha. Đấy. Lại thấy nằm cục đen thui là phái phái rồi. Con này dần quét đã. Khu vườn chuối này lúc trước Vũ có gài rồi á cô chú anh chị, mà lâu lâu Vũ mới quay lại gài một lần ha. Loại hại một con nữa. Hôm nay sắm 30 cái bẫy chuột của ông bạn mình rài không có dính gì hết, không thấy dính một con gì luôn á. Thằng này bán lợp không có tay à, mua về. Ủa gặp chuột chứ, mua về đặt không dính cho cô chú anh chị. Con nhỏ nữa, cái này rắn mối nó còn chạy nhiều lắm cô chú anh chị. Dế vô đặt hôm qua hôm nay mà vẫn còn mồi, ý là cái bờ cỏ này lúc trước Vũ có ghi hình cho cô chú anh chị mình xem nè, mấy cái bông cỏ dại á rất là đẹp luôn, nguyên một vườn bông mà giờ ta xịt thuốc hết rồi cô chú anh chị thấy không. Bây giờ vô đây mình thăm gặp. Trời ơi chưa dính luôn. Vũ gầy mồi lúa nè, cái gặp của nó bán nè. Không dính hả? Tao để thử coi chừng nào mày dính nè. Để cái vỏ đây đi. Mới thăm được 2, 4, 6, 7 ngắn mối của chú anh chị. Đã không? Nhìn vô đây. Qua về lũ vô cục lùm mày đặt dắt, trời ơi mưa lâm râm râm á, dắt nó ra dữ lắm. Đèn cái trời ơi không sập luôn, cái nền ngon ghê, lúa để tới cái đó mà không sập trời. Kìa ca, trong đây nó có một cái ổ ong, có một lô ông lỗ gì đó cô chú anh chị nè, cái bay nó lạng 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 đó. Cây bọng bờ chàm với ngã hết này như một cái rừng. Sáng dẫn cô chú anh chị mình lội rừng sớm, cây gòn hết biết cây gòn không,
Giòn bự kinh khủng. Gốc cỡ 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 7 8 thằng ôm ạ. Ủa. Gặp ghẻ đây nè. Rồi đựng con của chú anh chị ơi, ngon 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 ngon. Gặp ghẻ đây. Kiếm đằng kia. Không lẽ không dính sao? Trời ơi, coi chuột gừng này của chú anh chị nó bự không? Nó bự gấp mấy lần con chuột ở ngoài ngoài ruộng luôn, con chuột dái. Cái đùm nó hết biết cái đùm luôn nè. Trời ơi nó ú. Sướng 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 rồi. Sướng rồi. Tính đồ quỷ này nó bán gặp cho mình nó ém xì bùa gì đặt hoài không dính. Vũ đựng con ha. Nè, trong đây Vũ thấy có đường mòn chuột nhưng mà không có dám lù vô á. Nó có mấy con ong lỗ nó bay bay ra. Đi sập hầm của nó cái là chết luôn á. Mấy con chuột rừng á cô chú anh chị. Thông thường là nó nặng ký lắm, nó mau vô ký lắm. Hôm giờ sắm 30 cái rập chưa lấy giống được. Mới thấy bữa nay gà dính đựng con á chứ. Tới rồi, tới rồi, tới rồi, tới cái bẫy đầu. Cái bẫy đầu tiên khu vực này. Ủa. Trời ơi. Vũ giấu kỹ ghê không? Vậy mà nó chưa vô chú anh chị. Chưa vô để cho mày 2 ngày nữa. Giờ nóng rồi, đây có trái mít đâu nè. Không dính để 2 ngày thử coi dính không. Mấy con chuột này nó khôn lắm. Nó quen ăn trái cây rồi. Mình về bằng lúa chưa chắc gì nó ăn. Nói chung là vòng vòng khu vực của Vũ còn rất là hoang sơ. Rừng tuột đồ còn nhiều lắm cô chú anh chị. Cỏ mà đi phủ đầu luôn á. Lung bào còn nhiều, chưa có ai khai phá để làm. Về bẫy chuột cũng giống như là đi du chơi du lịch. Rừng rú không. Ở đây Vũ có con cái nè. Lựa điểm dữ lắm luôn, mày đặt nãy giờ không dính. Hồi hộp. Khui. Trời đất ơi dạ. Gì mà không dính là sao ta? Nãy giờ chứ quốc không à? Đây có cái nền mộ của em bé nè. Chết chết không à cô chú anh chị ơi. Trời ơi. Này hạnh là không phải hành gừng nha cô chú anh chị. Hạnh này hạnh của người ta trồng. Trái tảng tảng không. Trái này mà thôi luôn. Để gì hăng mà tới luôn. Cái gặp chuột trong đó nó mới xảy. Banh chành hết trơn. Vũ nghĩ là con chuột cống bự lắm. Lợp rắn mối thì nó nằm ngoài đây. Chăn mấy cái trái bình bát chín luôn. Gặp chuột hôm nay chắc thất thu nữa rồi quá. Không biết là con chuột nó ăn cái bình bát này không ha. Thơm lắm, thơm nước mũi luôn á. Này mà bẻ ra mấy trái mà rụng rụng gì nè cô chú anh chị thấy vậy chứ còn ăn được ha. Nó đâu có bị hư gì đâu. Mình bẻ ra mình dầm nước đá ăn ngon. Thêm con rắn mối nữa ha. Đẹp không cô chú anh chị? Để cái trái bát nè. Nè. Ồ. Đã. Rồi thêm con nữa. Lấy tấm ảnh này làm cái ảnh bìa luôn. Chó Vũ nó gặp con gì nữa. Đừng nó gắn như hổm nữa nha. Khịch dữ rồi. Chắc con rắn mối gì á. Lợp rắn mối thì Vũ đặt đây đi. Mấy cái giường này đặt rắn mối khá là lý tưởng. Đừng con nữa. Đã không chú anh chị? Bự bự không à? Sáng dính con nhỏ nhỏ, giờ dính con bự 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 không? Cái này mình đi qua bên luồng khác nghe cô chú anh chị.
Bờ bên đây là bờ khác nè. Bên đây thì cũng có chục ngoài cái gặp chuột thôi chứ không có nhiều. Sáng thì mình thăm luôn bên kia. Đó, giờ này nắng lên. Này nói chung là đặt xăng kẽ nhau ạ. Được một con nữa. Trọng trọng không? Tới gặp chuột nha, cái gặp chuột vô đặt đâu đây rồi. Đây quá. Ừ đây của chú anh chị. Đó nó chụp còn gì nữa. Chín không? Trời ơi. Còn một đống lúa luôn. Ở đây chuột không biết ăn lúa hay gì á. Kỳ ta. Đây của chú anh chị thấy gì không? Chuối chín. Vũ mới lượm được trên cây nè. Đó, bây giờ Vũ bẻ ra. Đặt chuột của chú anh chị. À. Này cũng lợi hại lắm nha. Gà mà lúa mang gà mà chuột, Vũ chưa chịu thua đâu, bắt buộc của Vũ phải. Ở đây đường mòn chuột nhiều lắm cô chú anh chị mà họ hiểu sao mà không hiểu sao mà chuột nó không có vô bẫy mà Vũ. Vũ bỏ cái trái chuối này vô gặp chuột. Hy vọng sáng mai sẽ có bội thu thôi chứ hôm nay tiền gặp chuột thì mua biết bao nhiêu nhưng mà không có mà lấy vốn được. Mình trả rồi. Chắc chụp gắn mối không chứ đâu. Cô chú anh chị nhìn thấy con chuột không? Ủa? Lộn, con rắn mối. Nó nằm ngay cái bẫy luôn, nhưng mà trong cái bẫy dính con à. Kìa cái đuôi nó là cô chú anh chị. Đó cái đuôi, cô chú anh chị thấy cái đuôi không? Đó đó nó rút vô, kìa 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 rút đầu kìa. Ôi ôi. Nó dạng rồi kìa, trời trời. Mày chết mày, mày chết mày. Rồi. Hiểu ha. Không thôi vô hai con này. Trời ơi bị kẹt cái hôm. Hèn chi. Vô được con à. Bự của chú anh chị. Trời ơi cái chỗ này. Rắn mối con chó Vũ làm chạy sạc sạc, sạc luôn á trời. Qua không đặt đi cái ta có đặt không? Ủa chỗ này nó ngon gì mà không đặt cái gặp trời, có chuột ăn ốc nữa kìa, dở thiệt chứ. Khui trời ơi không dính cô chú anh chị ơi, còn lúa luôn, chủ mới bẻ trái chuối ra biết ngay mà. Chuột lúc này nó tu luyện muốn thành tinh luôn hết rồi. Rồi sập luôn. Thôi để vô tắt máy vô gài lại nha. Cái đường mòn quá ngon nhưng mà không dính. Khùng quá. Hôm nay chắc cuộc hành trình đi rừng săn chuột săn rắn mối thất bại rồi cô chú anh chị ơi. Rắn mối thì làm ăn khá khá ha. Còn chuột thì vô phương rồi. Qua về làm hai trong một luôn. Vũ thấy cái đường mòn chuột chạy dữ lắm luôn. Không hiểu sao chắc có người người khác ta người ta bẫy rồi á. Cho nên là mình bẫy là không có dính cô chú anh chị. Hết biết. Rắn mối thì nó dính liên kèo luôn. Mà chuột thì nó không dính cô chú anh chị mình nhìn thấy không? Nói chuyện cái bù hồng nó bay vô miệng. Còn chà bá không? Con đực nè cô chú anh chị. Kiến bu. Đã không? Cho bà nện nữa. Cho Vũ đi thăm trước cái chân kìa. Sao mà gặp chuột dở quá trời ta. Cái này phải gắn thì thôi thôi. Ừ, Vũ thấy cái đường mòn nó cũ lắm cô chú anh chị mình. Có thể là cái đường mòn cũ đó là con rắn nó đã bò ngang rồi. Hoặc là nó con chuột nó đã bị rắn ăn rồi như người chuột đó đó. Đường mòn cũ xì à. Nhưng mà xa xa cũng có con dấu mới nha.
Mình nghĩ bên đây chắc có rắn bự bên đây nè. Mình cái vạt vàng bông sát mé nè. Ở đây mình bắt gừng dữ thiệt. Nãy giờ biết bao nhiêu mình bắt gừng gừng luôn. Trái chín chín nhóc chưa? Đây của chú anh chị, mấy trái vàng vàng ngoài đó đó, bẻ về là để dành ăn từ từ được rồi đó. Nhỏ nhỏ thì phải ăn lắm, nhưng mà lớn này thì ít ăn. Ồ, nó cao tít trên đó luôn kìa. Trên đó cũng có luôn. Chết queo luôn hay rồi. Ơi còn sống. Còn rắn mối cái, con này còn nhỏ. Chưa có bự không? Bụng còn nhỏ xíu, con này chưa có chữa đó. Cái con rắn mối cái là tháng này là cái bụng con nào nó là chầm phè hết đó cô chú anh chị. Đã không? Tưởng chết rồi chứ. Thua cô chú anh chị ơi. Nói chung là thăm hồi nãy giờ không có dính con chuột nào luôn á. Nó dở trời trời cái luồng bên đây. Còn mấy trái chuối dính được con số gắn mối nữa nè. Gắn mối thì dính lia lịa luôn. Còn mà chuột thì nó không có dính cô chú anh chị. Thôi thua. Mấy chục cái gặp chuột. Dựng con một duy nhất. Cái giường bên đây dở dữ trời. Bên kia cũng dở luôn. Nói chung là lội nãy giờ rất là mệt luôn cô chú anh chị. Hôm nay thất bại vụ chuột nữa. Vụ tức dữ lắm luôn. Nói chung là thấy anh em người ta mà đại bẫy dính á. Bẫy dính chuột nhiều quá thì mình bẫy không dính nó tức. Tức gì đâu á. Cái chỗ mình thì vũ thấy có chuột đàng hoàng á, có đường mòn chuột luôn, nhưng mà vũ gài không có dính. Ruộng ở ngoài ruộng á thì con chuột nó dễ gài hơn trong vườn của chú anh chị, nhưng mà bây giờ hiện tại mà ruộng thì đâu có chỗ nào để đặt đâu, cho nên là chưa tới vũ á, vũ cũng chưa có đặt ngoài ruộng nữa. Thì để vũ coi hôm nào mà ở ngoài ruộng mà nếu mà có đường mòn á thì vũ sẽ xách gặp để đặt ha, rồi sẽ ghi hình lại cho cô chú anh chị mình xem. Thì video này vũ sẽ kết thúc đây nha cô chú anh chị. Hôm nay mớm mấy vụ chuột này đựng con mù đủ sào rau găm. Vũ cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video của Vũ ha.